Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice Mời các bạn lắng nghe quyển sách Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối. Tác giả Patrick Modiano Bản dịch của Cao Việt Dũng thuộc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam Đơn vị ủy thác bản quyền Edison Gallimard Thông qua Squirrel Rise Agency Giọng đọc Ca Nguyễn hai cửa vào quán. Nàng luôn luôn chọn cửa hẹp hơn, được mệnh danh là cánh cửa của bóng tối. Lúc nào nàng cũng dọn cái bàn ở cuối gian phòng nhỏ. Hồi đầu nàng không nói chuyện với ai, rồi nàng làm quen với đám khách hay lại vạn quán cà phê Le Conde. Phần lớn ở vào khoảng từ 19 đến 25 tuổi, cùng độ tuổi chúng tôi. Tính thoảng nàng ngồi tại bàn họ, nhưng đa phần nàng trung thành với chỗ của mình trong góc. Nàng không đến đều đặn vào một giờ nhất định. Bạn thấy nàng ngồi đó rất sớm vào buổi sáng. Hoặc giả, dạ, nàng xuất hiện khoảng nửa đêm và ở lại cho tới chợ đóng cửa. Đó là quán cà phê đóng cửa muộn nhất trong khu phố. Cùng Le Bouquet và La Begula, cũng là quán có khách khứa kỳ cục nhất. Sau này khi nhiều thời gian đã trôi qua, tôi tự hỏi chẳng biết có phải chỉ sự hiện diện của nàng thôi đã khiến nơi này và những con người này trở nên kỳ lạ như thế? Cứ như thế, nàng tấm mùi hương của mình lên hết thảy mọi người nơi đây. Giả sử bạn bị bịt mắt dẫn tới đó, bạn được đặt ngồi tại một cái bàn, rồi băng bịt mắt được gỡ ra, và sau vài phút, bạn phải trả lời câu hỏi, anh đang ở khu nào của Paris? Hẳn bạn chỉ cần nhìn những người xung quanh, nghe họ nói chuyện là có thể đoán ra ngay. Quanh giao lộ Odeon, nơi tôi mượn tượng cứ trời mưa là luôn luôn ảm đạm như thế này. Từng có hôm một tay nhiếp ảnh gia bước vào quán Le Conde, dáng dấp gã không có gì chói lên so với khách khứa trong quán. Cùng độ tuổi, cùng lối ăn phận hưởng hờ, gã mang một cái áo vest quá dài so với thân hình, quần vải thô và đôi chạy nhà binh to tướng gã chụp rất nhiều ảnh những người năng lui tới quán lơ Công đề. các gã cũng trở thành khách quen ở đây và với những người khác cứ như thể gã đang chụp những bức ảnh gia đình vậy. rất lâu sau này chúng xuất hiện trong một quyển sách ảnh chụp paris ở dòng ghi chú chỉ có tên riêng hoặc biệt hiệu của từng người khách và nàng xuất hiện trên nhiều bức nàng dậy sáng hơn những người khác như người ta hay nói trong điện ảnh trong số mọi người nàng được để ý trước hết. Phía dưới trang sách, ở các ghi chú ảnh, nàng được định danh dưới cái tên Luki. Từ trái qua phải, Zakaria, Luki, Tắc John Bissen, Fred và Ali Serif. Phía trước ngồi chỗ quầy ba, Luki, phía sau cô, Ông Nê, Đông Carlos, Mireille, Adamov và bác sĩ Vala. Nàng ngồi rất thẳng, trong khi những người khác mang đủ dáng điệu buông thả. Chẳng hạn anh chàng mang tên Fred ngủ áp đầu vào thanh gá tượng bọc Moleskin và trông rất rõ anh ta đã không cạo râu từ nhiều ngày. Phải nói cho rõ điều này, nàng được đặt cái tên Lucky kể từ khi bắt đầu hay tới Le Conde. Tôi có ở đó vào cái buổi tối nàng bước vào quán quãng nửa đêm lúc ấy chỉ còn lại Tắc Fred, Zakaria, Mireille ngồi cùng bàn với nhau. Tắc Sông là người hét lên. Này, luki ký kìa. Thật tiên, nàng có vẻ hoảng hốt, rồi nàng mỉm cười. Zakaria đứng dậy và giọng trên trọng vờ vĩnh. Đêm đây, tôi đặt tên cho cô. Kể từ đây, tên cô là Luki. Giờ dứt trôi đi, khi mỗi người trong số họ đều đã gọi nàng là Luki. Tôi nghĩ nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì được mang cái tên mới này. Đúng, nhẹ nhõm. quá vậy, càng suy nghĩ, tôi càng thấy rõ lại ấn tượng ban đầu của mình. Nàng tới ẩn đấu ở đây, tại quán Le Conde này, như thể muốn chạy trốn điều gì đó. Đào thoát khỏi một mối nguy. Ý nghĩ ấy đã phục đến với tôi lúc thấy nàng một mình, tận trong góc vọng ở cái nơi chẳng một ai buồn để ý đến nàng và khi hòa vào với những người khác nàng cũng không thu hút sự chú ý nàng im liệm và e chè chỉ để tâm lắng nghe và thậm chí còn từng tự nhủ rằng để được an toàn hơn nàng thích các nhóm ẩm ĩ những kẻ lấm mồm nếu không như vậy thì hẳn nàng đã không gần như lúc nào cũng ngồi ở bàn của Zakaria bàn của john bisen bàn của fred bàn của Dung và bàn cổ La U Bên họ, nàng tan lẫn vào trong khung cảnh. Nàng chỉ còn là một nhân vật vặt vảnh vô danh tính, thuộc hạng những người mà trong các ghi chú ảnh người ta vẫn để là không rõ tên hoặc đơn giản hơn. X. Phải. Hồi đầu, tại lực không đề, tôi không bao giờ thấy nàng ngồi riêng với một ai. Và rồi, chẳng có gì bất tiện khi một trong những kẻ lắm mồm bơn quơ gọi nàng là Luki, bởi đó không phải tên thật của nàng. Thế nhưng, nếu quan sát nàng thật kỹ, người ta sẽ thấy một số chi tiết khiến nàng khác những người còn lại. Nàng rất chăm chút sự ăn phận của mình. Theo một lối không hề quen thuộc với khách khứa của Le Conde. Một tối, ở bàn của Alice, Aliserif và Lauba, nàng châm một điếu thuốc và tôi sửng sốt trước vẻ thanh tú của hai bàn tay nạn, và nhất là những móng tay của nàng ống ánh chúng phủ một lớp sơn bóng không màu chi tiết này rất dễ có vẻ quá mức nhỏ nhặt thế nên ta hãy nghiêm trang hơn để làm được như vậy thì cần miêu tả các khách quen của quán lực con đề cụ thể một chút họ ở độ tuổi từ 19 đến 25 trừ một số người như Babile, Adamov hay bác sĩ Vala đã sắp dễ tuổi 50 nhưng người ta quên bản mất tuổi của họ. Bà Billy, Adamov và bác sĩ Vala chung thủy với tuổi trẻ của họ. Chung thủy với cái mà ta có thể gọi bằng cái tên thật đẹp, du chương và cũ kỹ, bohem. Tôi tìm từ bohem trong từ điển. Người sống một cuộc đời lưu đẳng, không phép tắc và cũng không đoái hoài tới ngày mai. Đó là một định nghĩa rất thích hợp với những người năng lưu tới, lượt cùng đề một số người như Thác Sông, John Bissell và Fred nói rằng từ nhỏ họ từng nhiều lần gặp chuyện lôi thôi với cảnh sát. Còn Lauba đã trốn khỏi nhà trường giới buôn Buster năm mười tuổi. Nhưng ta đang ở tản ngạn sông Sen và phần lớn những người kia sống dưới bóng văn chương nghệ thuật. Cả tôi, hồi ấy tôi cũng đang đi học. Tôi không dám nói cho họ điều đó và cũng không thực sự hòa bình vào nhóm của họ tôi từng cảm thấy rất rõ rằng nàng khác những người còn lại nàng từ đâu đến trước khi được đặt cho cái tên ấy thường thì khách quen của quán Le Conde đề cầm một quyển sách trên tay quyển sách đó họ hờ hững đặt lên mặt bàn, bìa sách ố vết rượu vang leçon de mandorer le illumination lebaric carmis nhưng hồi đầu chẳng bao giờ nàng cầm theo gì và rồi hẳn nàng muốn làm dư những người khác. Và thế là một hôm, ở Lực không Đề, tôi bắt gặp nàng một mình đang đọc sách. Kể từ đó, quyển sách không rời khỏi nàng nữa. Nàng đặt nó sao cho thật dễ thấy trên mặt bàn khi ngồi cùng Adamov và những người khác. Như thể quyển sách ấy là cuốn hộ chiếu hay thẻ cư trú hợp thức hóa cho sự hiện diện của nàng bên cạnh họ. Nhưng chẳng ai để ý đến nó, cả Adamov Babili, Toxon, lẫn La Uba. Đó là một quyển sách khổ bỏ túi. Bìa đã cũ bẩn, thuộc loại sách cũ người ta vẫn mua trên các bờ ke ngoài sông và có nhan đề in co lớn màu đỏ, những chân trời đã bức. Thời ấy, nó không gợi cho tôi điều gì. Lẽ ra tôi phải hỏi nàng về chủ đề cuốn sách, nhưng tôi lại ngu ngốc mà tự nhủ rằng những chân trời đã mất với nàng chỉ là một thứ phụ liệu, và nàng làm ra vẻ độc nó, Đặng hòa dịp với đám khách tại Le Conde. Đám khách này, một người có đường từ bên ngoài liếc nhìn vào, thậm chí chỉ trán vào cửa kính một lúc mà nhìn, hãng sẽ coi chỉ đơn giản là một đám khách sinh viên. Nhưng người đó sẽ mâu chóng thay đổi ý kiến khi thấy lượng sự mà bọn họ nốt ở bàn của Tocson, Mireille, Fred và Lauba tại các quán cà phê êm ả của khu Latin. hẳn chẳng bao giờ người ta uống tận như vậy. Dĩ nhiên, vào những giờ hoang phu của buổi chiều, quán là con đề có thể khiến người ta lầm tưởng. Nhưng trời càng trở sang tối, nó càng trở thành điểm hẹn của thứ mà một triết gia diệu xúc cảm từng gọi là tuổi trẻ lạc lối. Chú thích Nhân đề cuốn sách này rút từ một bộ phim khởi chiếu năm 1981 của triết gia Guy yếu nhân của phong trào quốc tế tình thế chủ nghĩa. Khá mơ hồn vì cùng một lúc tính tự đu được hiểu theo hai nghĩa, đã mất và lạc đường. Tuyên nghĩa thứ hai được chọn cho nhân đề tiếng Việt vì đúng với tinh thần của sách hơn, nhưng độc giả cũng cần lưu ý rằng tác phẩm đậm màu tiếc đuối quá vãng. Hết chú thích. Tại sao lại là quán cà phê này, chứ không phải một quán khác? Là do bà chủng, một bà Shakli, người như thể không ngạc nhiên vì bất kỳ điều gì và thậm chí còn thể hiện chút khoan dung với khách của mình. Nhiều năm sau này, khi mà các phố trong khu chỉ còn gian gian đối hàng những ô kính cửa hiệu bán đồ xa xỉ và một tiệm đồ cha đã chiếm chỗ của quán Le Conde, tôi gặp bà Shakli bên kia bờ sông Sen, trên dốc phố Blanche. Bà không nhận ra tôi ngay Chúng tôi bước đi cạnh nhau một lúc lâu mà tán chuyện về Le đề. Chồng bà, một người Algeri đã mua lại cơ ngơi hồi sau chiến tranh. Bà còn nhớ tên tất cả chúng tôi. Bà thường tự hỏi chúng tôi ra sao rồi. Nhưng bà không mấy khi tự tạo ảo tưởng cho mình. Bà đã biết ngay từ đầu rằng mọi chuyện rồi sẽ xoay chuyển tệ hại với chúng tôi. Những con chó lạc, bà bảo tôi thế, Chú thích Ở đây tác giả cũng dùng tính từ bơ đu như ở nhân đệ. Chó cũng là một chi tiết quan trọng gợi nhớ đến tác phẩm In Bedigree của Bodiano xuất bản không lâu trước cuốn sách này. Trong đó Bodiano viết rất nhiều về cuộc đời mình và tự coi mình như một con chó. Hết chú thích. Và lúc chia tay nhau trước hiệu bán thuốc trên quảng trường Blanche, bà do thẳng vào mắt tôi mà nói, tôi ấy mà, người tôi thích nhất là Luki Khi ở bàn của Tarzan, Fred và Lauba, nàng có uống dịu như họ không? Hay nàng chỉ làm ra vẻ mình có uống, cốt để họ không phật ý? Dù có thế nào thì nàng cũng kiên cường trụ vững trước rượu, với chán người thật thẳng, những cử chỉ chậm rãi và chuyên dáng, nụ cười lãng đảng mơ hồ. Ở quầy thì chỉ uống bịp hưng, bạn chỉ cần tận dụng dây lát, thiếu chú ý của đám bạn bè say khước mà đổ cốc rượu của mình xuống bồn rửa. Nhưng ở đó, tại một cái bàn trong quán Le Conde thì khó hơn nhiều. Họ bắt bạn theo họ trong những chậu uống. Trong chuyện này, họ tỏ ra nhạy cảm cực độ và sẽ coi bạn là không xứng đáng với nhóm nếu bạn không theo được cho tới cùng cái mà họ gọi là những chuyến lãng du của họ. Về phần những thứ chất độc hại khác, tôi từng nghĩ mình hiểu, mặc dù không chắc lắm rằng Luki có sử dụng cùng một số thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, không chỉ trong cái nhìn và thái độ của nàng để người ta đoán được rằng nàng đang đến thăm các thiên đường nhân tạo. Chú thích: Tác giả sử dụng danh đề một tập sách rất nổi tiếng của Baudelaire. Hết chú thích. Tôi thường tự hỏi, có phải một chỗ quen biết của nàng từng nói cho nàng về Lược Không Đề trước khi nàng đặt chân tới đây lần đầu tiên, hay ai đó hẹn gặp nàng ở đây rồi không đến? Vậy là chắc hẳn nàng ngồi lì nơi đây. Ngày này qua ngày khác, tối này qua tối khác. Tại bàn của mình và hy vọng gặp lại người đó tại cái nơi vốn chỉ là điểm mốt duy nhất giữa nàng và người lạ kia. Không còn cách nào khác để gặp người ấy. Không có địa chỉ, cũng không có số điện thoại, chỉ một cái tên. Nhưng cũng có thể nàng đã tình cờ mà tới đây giống như tôi. Nàng đang ở trong khu phố và nàng muốn tránh mưa tôi vẫn luôn luôn tin rằng một số địa điểm là những thỏi nam châm và bạn bị hút về phía chúng nếu đang bước đi ở quanh đó. Và chuyện ấy xảy ra theo cách thức không thể nhận biết, thậm chí bạn còn chẳng ngờ tới. Chỉ cần một đường phố thoải dốc, một phía hè nắng lụa hoặc một phía hè ẩn trong râm bát, hoặc giả một trận mưa rào và điều đó dẫn bạn tới đây, đúng cái điểm bạn phải đến. Tôi thấy như thế là không đề bởi địa điểm của nó sở hữu cái lực tự trường ấy. Và nếu thực hiện một phép tính xác suất thì kết quả hẳn sẽ xác nhận cho điều này. Trong vòng một chu vi nhất định, ta không thể tránh khỏi việc trôi chạc về phía nó. Về chuyện đó thì, tôi cũng có đôi chút hiểu biết. Chú thích, đây là một khái niệm quan trọng trong triết lý của Gideon. Hết chú thích. Một thành viên của nhóm, Bu Yên, chúng tôi hay gọi là thuyền trưởng, đã bắt tay vào một công việc được những người khác tán thưởng từ gần ba năm anh ghi lại tên những người khách của quán le khong theo những lần họ đến lần nào cũng đi kèm ngày giờ chính xác anh giao cho hai người bạn của mình làm cùng công việc ấy tại quán le bouquet và quán la bécola những nơi mở cửa suốt đêm thật không may ở hai quán cà phê kia không phải lúc nào khách cũng chịu nói tên trong thâm tâm boeing tìm cách cứu khỏi quên lãng những con bướm bay thoáng chốc quanh một ngọn đèn. Anh bơ, anh nói vậy. Đến một hệ thống sổ sách thật lớn ghi rõ tên khách mọi quán cà phê của Paris từ trăm năm đây, với kỳ chú về lúc họ đến và lúc họ đi. Anh bị ám ảnh bởi cái mà anh gọi là những điểm cố định. Trong dòng chảy miên phiển những phụ nữ, đàn ông, trẻ con và chó, tất tật diễu qua rồi rốt cuộc tan biến dọc các phố ta cũng muốn lưu trữ một khuôn mặt. Đôi khi, phải rồi, theo Bô Yên, giữa chốn phồn hoa đô hội, cần phải tìm ra vài điểm cố định. Trước khi ra nước ngoài, anh đã đưa cho tôi quyển vở ghi chép cặn kẽ về khách khứa của quán Lực Hồng Đề từ ngày một trong vòng ba năm. Nàng chỉ xuất hiện trong đó giữa cái tên đi mượn Luki và nàng được nêu tên lần đầu vào một ngày hai ba tháng giêng mùa đông năm ấy đặc biệt khắc nghiệt, khiến cho một số trong chúng tôi cả ngày không trời lơ không đê để tránh lạnh. Thuyền trưởng cũng chép lại địa chỉ của chúng tôi, thế nên ta có thể hình dung được chặng đường quen thuộc dẫn mỗi người chúng tôi tới quán lơ không đê. Đó cũng là một cách với Boeing thiết lập những điểm cố định. Anh không ghi ngay địa chỉ của nàng. Mãi tới một ngày 18 tháng 3, ta mới đọc được dòng đầy. 14 giờ, Luki, 16, phố Fermat, quận 14. Nhưng ngày 5 tháng 9 cùng năm, nàng đã đổi địa chỉ, 23 giờ 40, Luki, 8, phố Sens, quận 14. Tôi cho rằng Boeing và tra trên những tấm bản đồ Paris cỡ lớn chặn đường tới Le Khung Đề của chúng tôi và thuyền trưởng đã dùng bút biên nhiều màu mực để làm việc này. Có thể anh muốn biết chúng tôi có cơ mây chép mặt nhau trước cả khi đến đích hay không? Thì đấy, tôi còn nhớ một hôm đã gặp Luki tại một khu phố mà tôi không quen thuộc. Tôi đến đó để thăm một người anh em họ xa của bố mẹ tôi. Khi ra khỏi nhà ông, tôi đi về phía bến tàu điện ngầm Portomeo và chúng tôi đã chép mặt ngay ở đoạn đầu đại lộ Ronde Arme. Tôi nhìn vào mặt nàng và nàng cũng nhìn tôi chầm chầm bằng ánh mắt lo lắng như thể tôi đã bất chợt nàng trong một tình huống khó xử. Tôi chìa tay cho nàng. Chúng ta đã gặp nhau ở quán lực không đi Tôi nói với nàng, và đột nhiên tôi thấy dường dư quán cà phê ấy ở tận cùng thế giới. Nàng mở một nụ cười gượng gạo. À, vâng, ở quán lực không đi Lúc ấy, và không lâu sau khi nàng xuất hiện lần đầu tiên ở đó, nàng vẫn còn chiêu hòa mình vào với những người khác và zakaria còn chưa đặt cho nàng cái tên luki quán cà phê lạ lùng nhỉ lực con đê ấy nàng gật đầu đồng ý với tôi chúng tôi đi cùng nhau vài bước rồi nàng bảo nàng sống ở gần đây nhưng nàng không hề thích khu phố này thật là ngốc ngày hôm ấy lẽ ra tôi đã có thể biết tên thật của nàng rồi chúng tôi chia tay nhau tại cửa ô mail trước lối xuống bến tàu điện ngầm và tôi nhìn nàng đi xa dần về phía nơi y và rừng bù lô nhờ. Bước chân mỗi lúc một chậm như để cho ai đó cơ hội níu giữ nàng. Tôi nghĩ nàng sẽ không quay trở lại quán lực khùng đề nữa và hẳn sẽ không bao giờ tôi có tin tức về nàng. Hẳn nàng sẽ biến đi vào trong cái mà bố yên gọi là sự vô danh của thành phố lớn. Anh tự nhận mình chiến đấu chống lại nó bằng cách ghi đầy những cái tên vào quyển vở của anh một quyển phở Le Contain, bì đỏ, láng dựa, dày 192 trang. Nói cho ngay, điều ấy chẳng giúp ích được nhiều. Dỡ quyển phở ra, ngoài những tên tuổi và địa chỉ thoáng qua, ta không biết được gì về tất cả những người ấy cũng như về tôi. Chắc hẳn thuyền trưởng cho rằng nêu tên và cố định hóa chúng tôi ở đâu đó đã làm một việc lớn lao rồi. Phần còn lại ở quán Le Conde. Chúng tôi không bao giờ hỏi nhau về nguồn gốc xuất thân Chúng tôi còn quá trẻ. Chúng tôi không có quá khứ để hé lộ. Chúng tôi sống ở thì hiện tại. Ngay những người khách già hơn, Adamov, Babile hay bác sĩ Fala cũng không bao giờ nói gì ám chỉ tới quá khứ của họ. Họ chỉ ở đó giữa chúng tôi mà thôi. Mãi đến chợ, số ngần ấy thời gian, tôi mới cảm thấy một nỗi tiếc đuối. Tôi vẫn muốn bôi in cụ thể hơn trong quyển vở của anh, muốn anh dành cho mỗi người một đoạn tiểu sử ngắn anh có thật lòng tin rằng một cái tên và một địa chỉ là đủ số này để lần lại một sợi dây đời và nhất là vỏn vẹn một cái tên không phải tên thật luki thứ hai mười hai tháng hai hai mươi ba giờ luki hai mươi tám tháng 4 mười bốn giờ anh cũng chép rõ chỗ mà những người khách ngồi ở quanh bàn mỗi ngày thỉnh thoảng thậm chí còn không có cả họ lẫn tên ba lần liền trong tháng sáu năm ấy, anh viết Luki cùng người đàn ông tóc nâu phận áo vest da hoẳng. Anh đã không hỏi tên người đó hoặc giả người đó từ chối trả lời. Có vẻ như người này không phải khách quen của quán. Người đàn ông tóc nâu phận áo vest da hoẳng đã biến mất vĩnh viễn vào những phố phường Paris và Boeing đã chỉ cố định được cái bóng của người đó trong vòng vài giây. Và rồi cũng có những điểm không chính xác trong quyển vở của anh. Rốt cuộc, tôi đã thiết lập được các điểm quy chiếu giúp tôi xác nhận việc nàng đã không đến quán Lơ Không Đề lần đầu tiên vào tháng Giêng như Boeing làm người khác tưởng đâu là thế. Trước ngày hôm ấy một thời gian, tôi đã có một kỷ niệm về nàng. Chỉ từ khi những người khác đặt cho nàng cái tên Luki, thì thuyền trưởng mới bắt đầu nêu tên nàng và tôi cho rằng cho đến lúc ấy, anh đã không hề để ý tới sự hiện diện của nàng. Thậm chí nàng còn không có được một ghi chú mơ hồ theo kiểu. 14 giờ, một cô gái tóc nâu mắt màu lục, giống như người đàn ông tóc nâu mặc áo vest da hoảng. Nàng xuất hiện vào tháng 10 năm trước đó. Tôi phát hiện được trong quyển phở của thuyền trưởng một điểm mốc. 15 tháng 10, 21 giờ, sinh nhật, Zakaria. Ở bạn của anh ta, ông đi Đông Carlos, Bireyer, Lauba, Fred, Adamov, Tôi còn nhớ rất rõ bữa ấy, nàng ngồi cùng bàn với họ. Tại sao Bù Yên lại không nảy sinh tò mò mà hỏi tên nàng? Những lời chứng thật mông manh và mâu thuẫn với nhau. Nhưng tôi chắc rằng nàng có mặt tối hôm ấy. Mọi điều khiến nàng trở nên vô hình trong mắt Bù Yên đều tác động mạnh lên tôi. Sự trục tre của nàng, những cử chỉ chậm rãi của nàng, nụ cười của nàng và nhất là sự im lặng của nàng nàng ngồi cạnh Adamov. Có lẽ chính vì ông mà nàng đã đến quán Le đi. Tôi vẫn thường xuyên gặp Adamov quanh quẩn Odeon và xa hương trong khu phố. Trong khu phố San Julian Le -Bauver. Lần nào cũng thấy ông bước đi, bàn tay đặt lên vai một cô gái trẻ, một người mù nhờ cậy người khác dẫn đường. Thế nhưng ông lại có vẻ thấy mọi thứ bằng cái nhìn kiểu con chó bi thảm của mình và hình như mỗi lần lại là một cô gái khác dẫn đường cho ông hoặc nữ y tá. Tại sao lại không thể là nàng? Và đúng thế, đêm hôm đó, nàng trắc khỏi lực hùng đề cùng Adamov. Tôi thấy họ xuôi phố vắng về phía Odeon. Adamov đặt tay trên vai nàng và mê mốc bước đi. Trông như thể nàng sợ đi quá nhanh và đôi khi nàng dừng lại một thoáng như thể ông lấy hơi. Tại châu lộ Odeon Adamus bắt tay nàng vẻ hơi trịnh trọng. Rồi nàng trôi tuột xuống miệng bến tàu điện ngầm. Ông lấy lại bước đi người mộng du trực chỉ hướng ung de Doredeus. Còn nàng? Phải, nàng bắt đầu năng tới quán lực không đề vào mùa thu. Và hẳn đó không phải là vì tình cờ. Với tôi, mùa thu chưa bao giờ là một mùa buồn. Những lá rụng và những ngày mỗi lúc một ngắn thêm với tôi chưa bao giờ gợi lên kết cục của một điều gì đó, mà đúng hơn là một sự chờ đợi ở tương lai. Trong không khí có luồng điện ở Paris này, vào các buổi chiều tháng 10 khi bóng tối bắt đầu buông, ngay cả khi trời mưa, tôi không bị chán chường vào giờ ấy, cũng không có cảm giác về sự đào thoát của thời gian. Tôi thấy như mọi điều đều là khả dĩ. Năm bắt đầu vào tháng 10, đó là mùa tựu trường và tôi tin đó chính là màu của những dự độ Thế nên nếu quả thật nàng tới quán lực không đề vào tháng 10 thì đó là bởi nàng đã đoạn tuyệt với cả một phần đời và nàng muốn làm cái việc người ta vẫn gọi tên trong những cuốn tiểu thuyết lột xác. Và lại có một dấu hiệu chứng tỏ cho tôi thấy rằng hẳn mình đã không nhầm. Ở quán lực không đề người ta cho nàng một cái tên mới và Zacharia ngày hôm ấy thậm chí còn nói đến lễ rửa tội, một sự sinh ra lần thứ hai theo cách nào đó. Về phần người đàn ông tóc nâu vẫn áo vết da hoảng, thật không may, ông ta không bao giờ xuất hiện trên các bức ảnh chụp ở lực hồn đề. Thật tiếc, thường thì rốt cuộc người ta xác định được ai đó nhờ một bức ảnh. Người ta đăng nó trên một tờ báo, đồng thời kêu gọi nhân chứng. Liệu đó có phải một thành viên của nhóm mà Boin không quen biết và anh đã lười hỏi tên. Tối qua tôi chăm chú lật dở tất cả các trang của quyển vở. Lucky cùng người đàn ông tóc nâu vẫn áo vest da hoẳng. Và tôi nhận ra, kinh ngạc vô chừng, rằng không phải mãi đến tháng 6 thuyền trưởng mới nêu tên người lạ mặt này. Ở phía dưới một trang, anh vội phá nguyệt ngoạt. 24 tháng 5, Lucky cùng người đàn ông tóc nâu vẫn áo vest da hoẳng. Và ta lại thấy cùng ghi chú này hai lần vào tháng tư tôi đã hỏi bô in tại sao mỗi lần có chị liên quan đến nàng là anh lại dùng bút chì màu xanh gạch dưới tên như thể để phân biệt nàng với những người khác không không phải anh ấy làm việc một hôm anh đang ngồi ở quầy ba ghi chép khách khứa có mặt trong phòng vào quyển vở thì một người đàn ông đứng cạnh bắt chợt anh trong lúc anh làm việc ấy một người trạc tứ tuần có quen biết bác sĩ pha la Ông ta có giọng nói rất êm ái và hút những điếu thuốc lá loại nhẹ. Bù Yên cảm thấy tin cậy ông ta và nói vài lời về cái mà anh gọi là quyển sách vàng. Người kia ta phải quan tâm. Ông ta là nhà xuất bản sách nghệ thuật. À có, ông ta có biết ngựa trước đó một quán thời trang đã chụp những bức ảnh tại quán lực khung đề. Ông ta tự nhận mình sắp xuất bản một quyển sách ảnh về chủ đề này, nhan đề có thể sẽ là một quán cà phê ở Paris. Liệu anh có thể tốt bụng cho ông ta bận quyển vở của anh cho đến ngày hôm sau không? Hắn đã có thể giúp ông ta chọn lựa những lời chú thích ảnh. Ngày hôm sau, ông ta mang trả quyển vở cho Yên và không bao giờ xuất hiện ở lực không đây nữa. Thuyền trưởng thấy rất kinh ngạc vì tên của Loki lần nào cũng được gạch dưới bằng bút chì màu xanh. Anh đã muốn biết thêm về chuyện này bằng cách đặt cho bác sĩ Vala vài câu hỏi liên quan tới tay nhà xuất bản sách nghệ thuật đó. Và là rất ngạc nhiên. À, tay ấy bảo hắn xuất bản sách nghệ thuật à. Ông biết ông ta theo kiểu hời hợt vì vẫn thường xuyên gặp trên phố San Benoît, chỗ quán Lamanen và tại quầy ba quán Lomo Ontana, nơi thậm chí ông còn từng nhiều lần chơi trò bốn hay một với ông ta. Chú thích, trò chơi treo ba quân xúc sắc trong đó kết hợp vua là khi được một quân bốn, một quân hai và một quân một. Hết chú thích. Ông ta hay lưu tới khu phố này từ lâu rồi. Tên ông ta à, Kelly. Cơ hồ và là có chút bực bội khi nói tới ông ta. Và khi Buin in nhắc tới quyển vở của mình và những nét bút chì màu xanh gạch bên dưới tên Lucky, một thoáng lo lắng hiện ra trong ánh mắt của bác sĩ. Chỉ trong chốc lát, rồi ông mỉm cười. Hẳn là tay ấy quan tâm tới con bé, con bé xinh xẻo thế cơ mà. Nhưng cái ý tưởng viết hết những cái tên đó vào quyển vở của anh thì kỳ cục quá thể. Anh làm tôi thấy thích đấy. Anh và nhóm của anh và các trải nghiệm đặc lý của các anh. Ông trộn lẫn tất cả vào với nhau, đặc lý, duy tự, viết tự động, các siêu ký hiệu và mọi thí nghiệm mà những khách nhiều chức văn chương nhất của quán Lực Không Đi như Boeing, John Mason, Fred, Babile, Laroon hay Adamov vẫn hay làm. Chú thích Các trải nghiệm đặc lý Dịch từ Bata Physics Khái niệm và phong trào nghệ thuật với yếu nhân là nhà văn Alfred Zari 1873-1907 và tập hợp những nhà văn nổi tiếng như Boris Vian hay Eugene Ionesco phong trào này chú trọng vào khái niệm các giải pháp đặc thù. Duy tự, dịch từ Letrismi, tên một phong trào nghệ thuật tiền phong do Isidore Iso 1925-2007 lập ra. Iso là người Rumani, Năm 1945, ông sang Pháp và lập ra phong trào duy tự, đặc biệt chú trọng vào tính nhạc của chữ và quan tâm đến khía cạnh âm, nhất là tượng thanh của tự các siêu ký hiệu, dịch từ Metarafi, một kỹ thuật của phong trào duy tự, chỉ sự khai thác của mọi loại ký hiệu như chữ cái, chữ tượng hình, trong giao tiếp và thực hành nghệ thuật. Khái niệm này cho Isidore Aisil đưa ra, nhưng chủ yếu được thực hành ở giai đoạn sau của nhóm ly khai, trong đó có Guy Hết chú thích. Và rồi, thật nguy hiểm khi làm thế. Bác sĩ Vala nói thêm, giọng trầm xuống có thể gọi quyển vở của anh là sổ cái của cảnh sát hay bản kê khai của một sở cẩm cứ như thể tất cả chúng ta bị tóm trong một cuộc cạn quét ấy boeing phản đối thử trình bày với ông lý thuyết về các điểm cố định của anh nhưng kể từ ngày hôm ấy thuyền trưởng bắt đầu có cảm giác và là nghi ngại anh và thậm chí còn muốn tránh mặt anh cái tay kelly đó đã không chỉ làm một việc là gạch dưới tên Lucky, lần nào mà có thêm người đàn ông tóc nâu vận áo phết che hoảng thì sẽ có hai nét gạch bút chì xanh toàn bộ chuyện này đã làm rối trí Bô yên dữ dội và những ngày tiếp theo đó anh đã lang thang trên phố san bernoa với hy vọng gặp trúng được cái kẻ tự xưng là nhà xuất bản sách nghệ thuật ấy ở quán la hoặc quán le ông ontana đặng đòi ông ta giải thích anh đã không bao giờ tìm lại được ông ta bản thân anh một thời gian sau phải rời nước pháp và để lại cho tôi quyển vở như thể anh muốn tôi tiếp tục cuộc tìm kiếm của anh nhưng giờ thì đã quá muộn và rồi nếu cả giai đoạn ấy có đôi khi trở nên sống động trong ký ức tôi thì cũng chính bởi những câu hỏi không có lời đáp vào những giờ trống trải của ngày lúc từ chỗ làm về và thường là trong nỗi cô đơn những tối chủ nhật một chi tiết quay trở lại với tôi vận lấy toàn bộ sự chú tâm, tôi tìm cách tập hợp những chi tiết khác rồi viết chúng vào cuối quyển vở của Bo trên các trang vẫn còn để trắng. Cả tôi nữa, tôi khởi sự tìm kiếm những điểm cố định. Đó là một việc làm cho qua thời gian, giống những người khác chơi ô chữ hoặc chơi trò reui xích. thích trò chơi một mình xếp các quân bài theo trật tự quy định, còn có tên gọi khác khá phổ biến ở Việt Nam là Solitaire. Hết chú thích. Những tên và ngày tháng trong quyển vở của Boeing giúp tôi rất nhiều. Thỉnh thoảng chúng gợi lại một sự kiện cụ thể. Một buổi chiều mưa hoặc một buổi chiều nắng. Tôi vẫn luôn luôn rất nhạy cảm với các mùa. Một tối nọ Lucky bước vào quán Le Công Đê. Tóc ướt lướt thước vì một trận mưa rào hay đúng hơn là về những cơn mưa không dứt của tháng 11 hoặc đầu mùa xuân. Bà Shackley đang đứng số quầy ba ngày hôm ấy. Bà đã lên tầng trên về căn hộ nhỏ xíu của bà để tìm một cái khăn tắm. Như quyển vở chỉ ra, tối đó ngồi cùng bàn có Zakaria, ông Đê, Don Carlos, Mireille, Lauba, Fred, Maurice và Zakaria cầm lấy cái khăn lau tóc cho Lucky rồi buộc tấm nó lại theo kiểu tuban ban quanh đầu nàng. Nàng ngồi xuống bàn họ, họ rót cho nàng một cốc rót và nàng ở lại trước khuya với họ, cái tu ban buộc trên đầu. Ra khỏi là không đi, khoảng 2 giờ sáng, trời vẫn mưa. Chúng tôi đứng ở chỗ tường hổm lối vào và Lucky vẫn mang cái tu ban. Bà Shirley đã tắt đèn phòng và đi ngủ. Bà mở cửa sổ ở lưng chừng tầng trệt và tầng trên bảo chúng tôi lên nhà bà mà trú mưa. Nhưng Boris Raphael nói với bà, vẻ rất hào hoa. Không phải nghĩ đến chuyện ấy đâu, thưa bà. Chúng tôi phải để cho bà ngủ chứ. Đó là một anh chàng đẹp trai tóc nâu hơn tuổi chúng tôi. Một khách quen nhẵn mặt của Le Conde được Zakaria đặt cho biệt hiệu bảo cấm căn cứ vào cách đi đứng của anh và những động tác của loài Miêu ở anh. Như Adamov và Laroon anh đã cho anh nhiều cuốn sách nhưng chúng tôi không bao giờ nói chuyện về chúng một tấm màn bí ẩn bay lơ lửng quanh người đàn ông đầy và thậm chí chúng tôi còn nghĩ anh có nhiều dây mơ rễ má với giới tội phạm mưa đã nặng hạt hơn hẳn một trận mưa đổi mùa nhưng không có gì nghiêm trọng với những người khác vì họ sống ngay trong khu phố chẳng mấy chốc chỉ còn lại Lucky, boris raphael và tôi dưới cổng Tôi chờ các bạn về nhé. Boris Raphael đề nghị. Chúng tôi chạy dưới mưa xuống đến cuối đường nơi anh đổ xe. Một chiếc phó cũ màu đen. kia ngồi cạnh anh, còn tôi ở băng ghế sau. Tôi tha ai xuống trước đây? Boris Raphael hỏi. Luki nói tên phố nhà nàng. Nói rõ thêm rằng nó nằm quá nghĩa trang Montparnasse. Thế thì cô sống ở vùng rìa, anh nói và tôi tin cả hai chúng tôi đều không hiểu ở vùng rìa nghĩa là sao. Tôi bảo anh thả tôi xuống sau khi hết hàng rào phường Luxembourg ở góc phố Vendegras. Tôi không muốn anh biết chính xác tôi sống ở đâu vì sợ anh sẽ đặt cho tôi những câu hỏi. Tôi bắt tay Lucky và Boris Raphael bụng báo dạ rằng cả hai đều không biết tên tôi. Tôi là một người khách rất kính đáo của quán Le Conde và tôi hơi tách biệt một chút. Chỉ làm một việc là lắng nghe mọi người khác. Với tôi như thế là đủ. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng họ. Với tôi, quản lực không đi là một chốn trú ẩn khỏi mọi thứ chị mà tôi mượn tượng là u ám của cuộc đời. Hẳn rồi sẽ có một phần con người tôi, cái phần tốt đẹp nhất. Tới một ngày, tôi buộc phải để lại nơi đó. Cậu thật khôn ngoan khi chọn sống ở khu Vanderas. Boris Raphael bảo tôi. Anh mỉm cười với tôi và tôi thấy như thế. Nụ cười ấy biểu lộ sự quý mến vừa sự mỉa mai. Hẹn sớm gặp lại nhé, Luki nói. Tôi ra khỏi xe, đợi cho nó biến mất về phía Port Royal, để rồi đi ngược lại con đường. Trên thực tế, tôi không hoàn toàn sống trong khu Vandergrass, mà lui xuống dưới một chút, trong tòa nhà số 85 trên đại lộ San nơi nhờ phép màu tôi đã tìm được một căn phòng ngay khi tới paris cửa sổ nhìn thẳng sang mặt tiền đen sẫm của trường tôi đêm hôm đó tôi không thể rời mắt khỏi cái mặt tiền kỳ vĩ ấy cùng cầu thang đá lớn của lối vào họ sẽ nghĩ gì nếu biết gần như ngày nào tôi cũng đi qua cái cầu thang đó nếu biết tôi là sinh viên trường mỏ zacharias lauba ali charib hay john carlos có biết chính xác trường mỏ nghĩa là gì không? Tôi phải giữ cho kính bí mật của mình. Nếu không, rất có thể, họ sẽ chế nhạo hoặc nghi ngại tôi. Với Adam Bob, LaRouan hay Maurice Raphael, trường mỏ nói lên điều gì? Chẳng gì hết, hẳn vậy. Hẳn họ sẽ khuyên tôi đừng lui tới cái chốn đó nữa. Tôi bỏ thật nhiều thời trang đến quán là không đi chính là bởi tôi muốn người ta cho tôi cái lời khuyên ấy một lần cho xong hãng Lucky và Maurice Raphael đã đến được phía bên kia nghĩa trang, Montparnasse, cái vùng mà anh gọi là vùng rìa. Còn tôi, tôi trị mình trong bốn tối, đứng đó trước cửa sổ mà chiêm ngưỡng cái mặt tiền đen sẫm của tòa nhà. Có thể so sánh nó với nhà ga hoang phế của một thành phố hàng tỉnh. Trên các bức tượng của tòa nhà kế bên, tôi tưởng trông thấy chốn những vết đạn, như thể người ta từng xử bắn ai đó tôi trầm giọng nhắc đi nhắc lại hai cái tự với tôi mỗi lúc một trở nên kỳ quái hơn. Trường mỏ. Hết phần một. bạn đang nghe nội dung từ Voice FM, hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.